Quý vị và các bạn thân mến, Tổng thống Putin là một nhà lãnh đạo lâu nhất nước Nga. Ông làm Tổng thống trong suốt 4 nhiệm kỳ và là một trong những người quyền lực nhất nhì thế giới. Sau khi nhà nước Liên Xô tan rã, ông Putin luôn nhận được sự yêu mến, tín nhiệm và ủng hộ của người dân nước Nga. Ông Putin là một người nổi tiếng thế giới, nhưng vẫn còn nhiều người chưa biết về tiểu sử xuất thân của vị Tổng thống quyền lực này. Kênh tin tức Hot 24 giờ sẽ giúp quý vị cùng tìm hiểu về tiểu sử của Tổng thống Nga Putin qua nội dung video chi tiết sau đây. Ông Putin có tên đầy đủ là Vladimir Vladimirovich Putin, sinh vào ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại vùng ngoại ô thành phố Xanh, Petersburg, Nga. À, ông Putin được sinh ra trong gia đình hoàn cảnh rất khó khăn. Cha của ông Putin là cụ ông Vladimir Spiridonovich, sinh năm 1911. Cha của ông là lính hải quân Liên Xô, đã bị thương nhiều lần trong các trận chiến nhưng may mắn thoát chết. Sau khi xuất ngũ, ông Vladimir Spiridonovich làm quản đốc của phân xưởng sản xuất tại nhà máy đóng toa tàu hỏa. Ie Egorov, ông qua đời vào năm 1999, thọ 88 tuổi. Mẹ của ông Putin là cụ bà Maria Ivanovna, sinh năm 1911. Bà là một người phụ nữ điềm đạm, cần cù và khiêm tốn. Bà từng làm những công việc như lao công, bảo vệ, bán bánh mì, y tá trong vườn trẻ và công việc nội trợ trong gia đình. Cụ bà Maria Ivanovna đã qua đời vào năm 1997, thọ 86 tuổi. Cha mẹ của ông Putin sinh được tất cả ba người con, hai người con trai và một người con gái. Ông Putin là con út trong gia đình. Trên ông là một người anh trai và một người chị gái, nhưng đều đã mất từ năm 1942 khi Liên Xô bị phát xít Đức Đô Hộ. Trong suốt thời niên thiếu, gia đình ông Putin sống trên tầng thượng, trong một căn hộ 5 tầng, ở đại lộ Srednuktin, cùng với một vài gia đình khác. Từ nhỏ, ông Putin đã yêu thích thể thao và thích xem những bộ phim có chủ đề về điệp viên tình báo. Chính vì vậy, ông Putin không chỉ là một kiện tướng thể thao về võ, judo và sambo, mà ông còn trượt tuyết, cưỡi ngựa và bơi lội rất giỏi. Năm 1975, ông Putin tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Quốc gia Leningrad, chuyên ngành luật quốc tế và được tuyển dụng vào Ủy ban An ninh Quốc gia. Ngày 28 tháng 7 năm 1983, ông Putin kết hôn với bà Lyudmila Alexandrovna Skrubnova, bà Lyudmila sinh ngày 6 tháng 1 năm 1958. Năm 1984, Ông Putin tiếp tục học tập tại trường cao cấp Ủy ban An ninh Quốc gia, hiện nay là trường tình báo đối ngoại, với chuyên ngành các nước nói tiếng Đức. Hai vợ chồng ông Putin sinh được hai cô con gái là Maria sinh vào năm 1985 và Ekaterina sinh vào năm 1986 tại Dresden, Đông Đức. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, ông Putin và bà Lyudmila bất ngờ tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia Nga, hai người chính thức đã ly hôn. Quá trình sự nghiệp những bước thăng tiến lên làm tổng thống của ông Putin. Năm 1985, ông Putin sang công tác tại Đức. Đến cuối năm 1989, ông Putin được bổ nhiệm làm giám đốc nhà hữu nghị số Đức ở Dresden. Năm 1990, ông Putin trở thành một vị phó tiến sĩ kinh tế tại học viện mỏ. Ông Putin trở lại nga sau khi chế độ Đông Đức tan rã với vai trò là cố vấn của chủ tịch hội đồng thành phố xanh Petersburg. Từ năm 1994, ông Putin đã giữ chức phó chủ tịch chính quyền xanh Petersburg. Ở cương vị này, ông Putin phụ trách thành lập nhiều công ty liên doanh và các vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư thương mại, hợp tác với các công ty nước ngoài. Năm 1992, ông Putin rời Ủy ban An ninh Quốc gia với hàm trung tá quân dự bị. Tháng 8 năm 1996, ông Putin chuyển đến Moscow, làm cấp phó của ông Pavel Borodang người đứng đầu phủ tổng thống Nga. Sau đó, ông Putin được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan kiểm soát chính của Phủ Tổng thống Liên bang, thay ông Alexei Kudrin. Tháng 7 năm 1998, ông Putin giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang. Năm 1999, ông Putin chính thức bước vào chính trường quy mô quốc gia, ông làm phó thủ tướng đầu tiên của Nga, tiếp đó là quyền thủ tướng và cuối cùng ông chính thức làm thủ tướng. Đến tháng 8 năm 1999, ông Putin được bổ nhiệm làm thủ tướng chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 1999, sau khi ông Boris Yeltsin, vị Tổng thống Nga đầu tiên từ chức trước thời hạn, ông Putin lên giữ chức quyền Tổng thống. Ngày 26 tháng 3 năm 2000, ông Putin đã đắc cử Tổng thống Liên bang Nga với 52,94% số phiếu bầu. Ngày 7 tháng 5 năm 2000, ông Putin tuyên thệ nhậm chức và chính thức trở thành Tổng thống Nga. Ngày 14 tháng 3 năm 2004, ông Putin tiếp tục tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 2 với 71,31% số phiếu bầu. Đến tháng 4 năm 2008, ông Putin được bầu làm chủ tịch Đảng Nhà nước Nga thống nhất. Tuy nhiên, ông Putin lại chưa từng gia nhập đảng. Ngày mùng 7 tháng 5 năm 2008, ông Putin kết thúc chức vị tổng thống Nga của nhiệm kỳ 2. Sau đó, ông Putin giữ vị trí thủ tướng chính phủ Nga từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 5 năm 2012. Trong cuộc tranh cử tổng thống vào ngày mùng 4 tháng 3 năm 2012, ông Putin giành chiến thắng với 63,6% số phiếu bầu và tiếp tục làm Tổng thống Nga, nhiệm kỳ 3. Ngày 7 tháng 5 năm 2018, ông Putin tiếp tục đắc cử và chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Liên bang Nga, nhiệm kỳ lần thứ tư. Theo Hiến pháp nhà nước Nga, sau khi ông Putin nhậm chức, ông sẽ thực thi chức trách Tổng thống trong 6 năm, từ ngày 7 tháng 5 năm 2018 cho đến hết ngày 7 tháng 5 năm 2024. Tổng thống Putin từng đề cập đến những sự thay đổi lớn trong chính phủ nhiệm kỳ mới cũng như việc bình thường hóa mối quan hệ với các nước phương Tây và coi Trung Quốc như là đối tác chiến lược quan trọng nhất. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.